Hòn Đỏ, và bây giờ mình sẽ tìm đường đi qua đảo Hòn Đỏ nha các bạn. Thì giờ hiện tại là mình đang ở núi khu du lịch Hòn Chồng, thì mình sẽ phải đi ngược lại, đi qua đường Trần Phú, rồi mình sẽ đi xuống dưới, mình sẽ kia mình mới đi ra được cái đường để mà đi ra tới đảo Hòn Đỏ. Thì giờ, bây giờ mình sẽ quẹo lại nha, thì tới một lát nữa tới đó mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bye các bạn. Đây là bến đón khách nha các bạn. Thì mình đứng ở đây thì mình quẩy tay thì bên kia sẽ thấy rồi cho xuồng qua đón mình nha. Hiện tại là xuồng đang qua, ghe đang qua đón mình đó các bạn. Do là cái đảo này nó nằm cách đất liền á, cho nên mình muốn qua bên đảo là mình phải đi qua ghe nha. Đi thôi. Thu tiền cái đó là con đi thôi. Tiền đóng rồi kìa, nhanh lên. Thank you.
được các bạn. Và hiện tại là chúng ta đang đứng tại chùa Từ Tôn. Mình mới có lên được có một bậc cấp rồi các bạn. Hiện tại ở đây còn rất là hoang sơ, còn đang xây dựng. Chưa có xây dựng xong nữa các bạn, còn rất là ngổn ngang. Khi mình thấy có bài học ngàn vàng đó các bạn. Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Chánh điện đang làm hái các bạn, tất cả đều bằng gỗ luôn. Chuyển vật liệu ha, vật liệu từ dưới biển, từ dưới vận chuyển từ đất liền ra tới bờ thì mình sẽ vận chuyển lên trên đảo để mà xây dựng nha. Như vậy cũng đỡ tốn sức mình dữ lắm nè. Chạy xuống tới biển luôn các bạn nè. Đi ra đây nè, bước ra. Đang ở phần thô thôi, chưa có xong gì hết. Đang rất là mới, chưa xong.